Thôi nghỉ tông rồi dồn đít con xe con rồi qua rồi. Đó.
Mẹ nó kia có phải là
Nào trời ơi. Ở đấy mấy cái đồ này, đồ cá đồ. Không biết xe nào công và xe nào nhưng ba cái xe công là chồng vào nhau. Cứ một cái xe tiếp. Một cái taxi thì nó cách xa tầm 5-7 mét nhưng cháy xa nát hết rồi. Nhưng bản năng đang quán là có ba cái xe máy là kẹp vào giữa công. Chưa phát hiện ra thì như nào mình ăn sợ. Mở ra đi, mở mạnh ra đi. 4-3 đầu kéo mà có thể coi không nhau. Sao lúc này nhiều người xem thế mà mình phát thì cả mấy người đúng không? Cầm thì lại lên nhanh thế. Em nghĩ xe giữa này cũng chạy rồi. Chạy rồi, còn mấy xe chạy hết rồi. Cái kia chạy kia này mở cửa cho con chạy này. Vâng. Đầu tiên đi đến lập này cũng đã được đấy. Anh ạ.
cứu hỏa đường này lại bắn ngót người. Ai chạy thật sự được cứu được. Không thấy con người thấy mùi khét rồi, khả năng người không chết, không khét nào hơn. Ba trăm người xem nhanh thế.